lâu rồi mà dân ở đây nó không có tin, cho nên bây giờ sụp trận này hai cái còn giết chết không còn người nữa. Thì nói vậy thì qua bữa sau thì dòm thấy cái vụ sụp cồn ha, thì qua bữa sau tôi dòm thấy ở ngoài này nè, xe chạy xuống không mà chạy xuống không có một chiếc chạy lên nữa. Có hai ba người chạy vô hỏi chứ có xuồng nào mà chở chiếc không đau qua xong rồi qua bển chạy xuống nữa. Tôi nói vô nhà ông Út đừng coi ông có chở được không, chứ còn cái đường lên thì không có đường, sợ cái bến không có đường lên đó. Cái tôi hỏi mấy chú làm gì mà giữ vậy, thì ông già ông hiện ra ông đứng ông dòm tao, ông nói bộ chú chưa hay gì sao, miền nó quánh châu đốc bây giờ chúng chết cũng hết chợ châu đốc rồi. Nào giống to bảo động thình lình khắp thế giới, ra binh biến đạn ra binh là bệnh dịch đó. Thầy không có nói cho tao biết luôn, tao hỏi ra binh là bệnh gì, ông nói là bệnh dịch đó. Thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng sắp tuồng hay, cái tuồng này của Phật thầy sắp nè, sắp tuồng hay mấy dạng châu nhi mã long ra cầm lá quốc kỳ xích long tái hầu quy nam việt lửa kẻ trí cùng ngự anh kiệt để sửa đời quả thiệt tinh minh bạch long về vốn thiệt thầy mình. Bạch long là sau này đức thầy về là hiện ra rồng trắng đó, bạch là trắng đó. Đúng rồi nè, mèo này là mới tới nè. Cũng như hồi xưa có một bà già 80 tuổi là hỏi đức thầy đó, hỏi gì con tu vậy mà con có huệ không, cái bà không nói có huệ thì bà bắt sâu đó. Nói thầy ông nói vậy mà ông nói cho nó vui vậy đó chứ không ai biết cái gì chứ. Còn cái thời cuộc này bây giờ là năm nay năm mèo nè, thầy ông nói mèo kêu quá tánh lao sao đến rừng rồng rắn máu đào chiến ghê là thiệt, là năm rồng rồng rắn là con giáp này nó đã tới rồi đó, nó đúng con giáp này rồi đó, họ chứ không có nói giáp nào nữa chân. Mèo kêu quá tánh lao sao đến rừng rồng rắn máu đào chiến ghê là tới năm thìn là nó quánh mình đó. Con ngựa là đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào canh kia gà gáy máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng điên biểu dân đừng làm dữ làm hung là Phật cũng biểu mình tu không à, chứ không có nói gì cho hung mà hổn với là đồng đà mua đồng bào hết trơn. Nói chuyện với nhau mình cũng phải nói đàng hoàng tử tế. Còn cái chỗ mà đức thầy ông nói năm mèo là mà sao không thấy gì, thầy ông có nói câu nói này trong cái này là trong giảng bây giờ còn nữa nha, giảng có luôn nữa, gọi là mà năm mẹo tháng mẹo chưa buồn đó, năm mẹo tháng hợi lị chuông dầm về là tháng mười đó mới tới vậy mà chưa mấy vũ ê trung ương rồng lộn ê hề thay thay là nửa năm thịnh đó. Mèo quy lúc tới ê bị là thịnh tới tị là sấm nổ ba tiếng sấm đó, sấm đâu là bỗng nổ vang trẻ già bất tỉnh mê mang sát hồn, nổ ba tiếng sấm chết hết trơn đất nước Việt Nam rồi Phật mới hoàn hồn trả lại cho thủ thân nặng mà chạy ba con mãn xà trên núi Bà Đội nè, dưới rít to đó, rít to rít dưới rắn ở trên đó đó, con rít mà ông già tao hồi đó còn tao còn biết ổng còn sống rồi, ổng có lên núi Bà Đội ổng gặp con rít cái bề ngang bằng chiếc xe tải vậy đó, mà trên đầu nó có cái hào quang nó vàng cũng như có bóng đèn sáng trưng vậy, sáng xanh á, và ổng cầm cái súng mà ổng bắn rồi ổng xách súng ổng chạy xuống dưới chuyền luôn đó, nó lớn bề ngang bằng chiếc xe tải vậy đó, nhắm con người mình nó ăn cái chừng bao nhiêu ngàn người. Bởi vì cái dạng kinh mà coi mà không biết thì đâu có ham tu, thì biết rồi ta mới ham tu là nó tới rồi chứ đâu có còn lâu nữa đâu, là thầy nói con giáp này rồi còn gì nữa, thầy nói trắng trợn rồi. Rồi thầy cho tu bài thơ nữa, không cho bài thơ là trong bài thơ đó tôi có đọc hoài nhưng mà tôi không có khác nghĩa, tôi biết nghĩa mà tôi không có khác nghĩa. Bài thơ mà ông nói vào buổi chiều tháng 3 âm lịch đó, ngày 25 cảm kích châu thơ, năm đó là tôi đi lên núi chảnh, thầy cũng kêu đi về núi Cấm ở chảnh 10 năm đang thuyết pháp cho đồng đạo dùng 2 dùng 3 dùng 1 vô trong này nghe. Tôi ngày nào tôi cũng thuyết cho đồng đạo vô là 7-8 ngàn, 5-6 ngàn thuyết pháp tới sớm mơ tới chiều tới tối tới dần dạng luôn, ngày nào cũng vậy hết. Rồi tôi nói cho cái này cho nghe, tới chừng đó thì cái gì nắng không có sao đâu, đóng cái cửa lại mưa
mấy thì sợ nắng thì đóng cửa đó lại gài lại. Hiện nay đó bây giờ nắng dữ lắm. Ừ. Còn cái nắng nóng này là cái thời cuộc nó đã làm cho con người đình khắp thế giới đau binh biến đạn là bệnh dịch á. Không biết đau binh là cái gì nhưng mà ở trên nói cho tôi nghe là đau binh là bệnh dịch á. Triển khai trái đất một bầu đặng con Phật là lừa là triển khai trái đất đặng mà lừa đọc con tiên giáo Phật lừa người tu đó đặng mà cứu độ đó. Mang tim tất ấy mấy trời bày tỏ việc về sao gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y gìn đạo pháp, cũng như cái câu nói mà nói thanh long ra để chọn thi hùng, mà nếu mà tôi không cắt nghĩa thì không ai biết cái câu này. Thanh long là đức cố đó, ông ra đức cố hiện bây giờ ông chứng quả Phật Trà Lam mà ông là quan thượng đẳng đại thần luôn, hai chức đó. Bởi vì thầy ông nói nào giông to bảo động thình lình khắp thế giới đau binh biến lạng, đau binh là bệnh dịch đó, thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng sắp tuồng hay mấy dạng cho Nhi tuồng này của Phật sắp nè, để mà chị mấy cái người hung tới chừng này nó mới tới rồi đó thì nó tu cũng không có kịp nữa. Bởi vì thầy ông nói ai mà tu tỉnh chuyên cần ông bà cha mẹ Phật thần rước lên tài vàng ăn ở dưỡng bền khỏi lo lao lý dưới miền trần gian, tài vàng là tài sen đó. Nếu muốn ráng tu mà đắc đạo về được Tây Phương đó, về tài sen của cõi A Di Đà là quý dữ lắm, mà ít có ai tu lắm, 100 nào chỉ, còn chỉ có thôi có 10 người, thầy ông cho biết trước vậy đó, chết hết trơn. Sài Gòn gia đình ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ nước cây, nước Nam chẳng phải nước Tây, tại ai chẳng tưởng là tại mình không tu đó, mình không tin Phật đó mới gây chuyện này nè. Gây chuyện này là tới cái thời kỳ khổ sở này nè, là do là cái chuẩn bị lập hội Long Hoa nè, rồi đây tới mà năm Thìn là đến chừng rồng rắn máu đầu chuyển ghê là các nước nó vô nó quánh trong này nè. Nó biết trước, nó vô nó biết trong này các nước nó nghi, bị gì hồi đó Trung Quốc nó có ở này nè, nó biết núi cấm này sao quá lâu nè, mà nó cũng có nghe giảng của thầy nhờ, cũng được nhiều lần rồi, nó thành ra nó biết. Bởi nó vô đây nó dàn vô đây nó vũ pháp vô đây là nó ăn quen cái gì trước nữa, vô đây là nó chạy vô núi cấm nó dành chân châu mã não xa cừ lưu ly hổ phách mấy tà đầy cung đó, nước nào mà nó không mang cái đó, mà thầy cũng nói dành cho kẻ lầm chung chánh trực lại là dành cho người tu của nước Việt Nam đó. Quân cùng thần náo nức vui tươi liên qua đua nở nụ cười rước câu lương đóng chào người chân tu, là cái người có tu hành mới có thể sau này còn sống được để mà phò vua giúp nước, cũng như tao giờ tao nữa sang ba tiếng sấm nổ là tao thai hồn đổi xác rồi, tao là tới điên hòa thượng trở lại chứ đâu phải người phàm, là ở trên nói cho biết luôn đó, cũng như tao quên đó, tôi nhắc lại đó, bà chú xứ núi Sam phải nhắc lại bà nói ông là tới điên hòa thượng hồi đó ông lên đường chợ thứ bảy thứ tám ông giúp cho dân nghèo vậy đó. Ông qua lấy cái bao mà ông quá vàng, ông hiện vàng ra dùng phép của mẹ Quan Âm dạy cho ông đó. Ta nói án thủy lam bộ lam, án bà đi bắt gì hồng 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 đồ. Thổi có một hơi một cái một á. Cái bao vàng đầy nhóc tuôn vặn, vàng nó bốn á. Ta đem lại cho cái nhà đó, cứ vợ cho con. Mà người ta chê nghèo, ta nửa chừng ta lại nó không gả. Thành ra từ cái chỗ đó, rồi bà chú con nhắc, bà nói ông mới đây mà ông quên hết trơn. Không mà lạ gì, tao cũng nói theo miệng, tao nói không biết sao lạ gì. Rồi thầy Đức Phật Tổ, ông cũng dạy tao cái bài thơ đó nữa. Ông nói Lâm Sơn Vũ Tạ Đại Sơn Cảnh, ông cũng mới cắt nghĩa tôi nghe. Lâm là rừng, Sơn là núi, Vũ là vua, Tạ là ngự đó con. Thiên tài biển rộng khắp non xanh, cái ông nói con là bậc thiên tài đó mà tại sao lạ vậy. Tao cũng nói theo miệng, tao nói không biết sao lạ gì thầy. Chớ tôi đau khổ bởi hồng thanh, ông nói sau này con vợ của con nó khảo con. Thì bà đi quýnh bài tức khắc và thua nó thiếu nợ đâu, trong này cũng cả trăm triệu. Mấy đứa nhỏ mận trả nợ muốn giảng thống luôn mấy năm nay, bây giờ mới hết rồi đó. Bây giờ tao với bà hết duyên rồi, năm nay là 20 năm rồi, tao không có nói chuyện gì bà đâu. Tối tao ngủ đây nè, sáng tao cũng, chiều tao cũng, tao ngủ đây của mình nên tao. Tao về đây năm nay là 9 năm rồi, lên chảnh ở trên núi Cấm 10 năm nữa là 10 năm rồi đó. Chưa
ê trung ương rồng lộn ê hề thay thay là như vậy chứ chưa có nhiều, nhưng mà tới nửa năm thìn là tới ngày nè, năm nay năm mèo tới năm thìn nè, rồi đi tới luôn nó ngay chân luôn đó, ê hề thay thay mèo kêu riết tới IP là nó đã tới luôn rồi, không còn gì nữa. Cho nên là ở trên cho biết sau này khi mà về là Đức Cố về cũng không hiện mấy thưa dưới á, mà thầy theo hậu Đức Cố tiếp tay với Đức Cố đó, bởi vì thầy ông nó ẩn danh để giúp già Lam lần này, già Lam là Đức Cố đó, ông chứng quả Phật già Lam mà giờ ông quan thượng đẳng là cũng chứng quả luôn nữa, ở trên phong chức cái chức quan thượng đẳng là của Đức Ngọc Hoàng phong cho Đức Cố đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Thành thử ra thầy có nói đây nè, thầy ở đây có nhắc hoài, đâu có cái máy này nhắc hoài nè. Đó thì cũng ông nói gì đâu phải là xa, nhưng mà nói gì mà tại người phàm mình không có hiểu, chứ Hoàng không lo mà nghe không, di trùng là cũng như là độc địa đó, cái gốc độc địa của các nước ngoài đó là nó vô đây rằng nó tính kiếm ở trong này nè, nó vô đây là ông nói hậu 18 nước mà tôn vương minh hoàng nè, 18 nước nó vô tới nhà bàn là thua Việt Nam rồi, tới đó là không súng không nổ nữa, Phật thầy về cũng thông ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thông hết, bởi vì gọi là trời ơi sao biến bay đó, xe kia biến chạy tại ai xe ngừng súng sao biến nổ không chừng, chư ban thập bát cặp ngừng ngẩn ngơ 18 nước đứng lắc đầu hết trơn, thông ngũ hành được kim mộc thủy hỏa thổ không còn nữa, nước không có mà uống nam mô đạo nào đó. Là thầy ổng mới thấy chừng đó, thầy ổng mới thương chúng sanh, thầy nói chừng đến lúc sơn băng thủy kiệt khùng thảm thương quá tánh quá chừng, khùng là Đức Phật thầy đó, nhìn xem trần nước mắt lị rưng cảnh nao não kể sao cho xiết, là thấy chúng sanh không có nước uống mà chết, mà không phải Việt Nam mình không, trong nước ngoài nó cũng chết vì gan gì đó, 18 nước nó đem vũ khí tối tân vô đây là nó tính quánh Việt Nam, vô tới đây Phật không ngũ hành kim một thủy hỏa thổ thông hết rồi, bởi vì nó trời ơi sao nó biến bay đó, xe kia biến chạy tay ai xe ngừng súng sao biến nổ không chừng, đưa súng cũng không nổ luôn, nó chư ban thập bát gặp ngừng ngẩn ngơ, chư ban là các nước thập là 10 bát là 8, 18 nước đứng lắc đầu chứ, chừng đó mới quy theo Đức Thầy là đúng 18 nước luôn, nước nào cũng quy theo Phật giáo Hòa Hảo, nó biết nó không đợi nó thua rồi thì nó phải quy hàng chứ biết làm sao bây giờ. Còn cái chuyện nói mà không có nghĩa thì người ta không có biết, đồng đạo hoặc là các nơi là chúng sanh ta không có biết, mình nói mình dạy cái nghĩa cho người ta nghe. Cù lao là cù lao ở dưới này là giáp với người ta thấy rồi, trên cho tao thấy rồi, sụp ở dưới chạy lên nói với mày cái trận mà tao lên chỉnh tao cúng cha Ngọc Hoàng ở trên đó. Ừ rồi cái tao xuống dưới này là tao nằm ngủ thấy giấc ngủ, mình đâu có mộng cái chuyện đó đâu, nhưng mà cái duyên của mình nó được như vậy, mấy ở trên cho thấy trước luôn, thấy qua bên cồn hồi nào giờ có đi qua cồn làm gì bển, không có đi qua cồn đi xuống gặp ở dưới chạy lên cái chuyện cả ngàn người mà chạy không, tao nói người nào nó mệt muốn chết cái tao nói ở cái vụ gì mà người ta chạy lên giữ cái ông già ông hiện, ông già ông hiện đứng ngay chân tao và ông nói bộ chú không hay gì sao, hai cái cồn ở dưới dòng cống nó sụp tới dòng cống rồi sụp chết hết trơn không còn một người nữa, tôi cho hay là không dài lâu rồi mà dân ở đây nó không có tin, cho nên bây giờ sụp trận này hai cái cồn dưới chết không còn người nữa, thì ông nói vậy thì qua bữa sau thì dòm thấy cái vụ sụp cồn ha, thì qua bữa sau tao dòm thấy ở ngoài này nè xe chạy xuống không mà chạy xuống không có một chiếc chạy lên nữa, có hai ba người chạy vô hỏi chứ có xuồng nào mà chở chứ không đau qua xong rồi qua bển chạy xuống nữa, tôi nói vô nhà ông Út đừng coi ông có chở được không chứ còn cái đường lên thì không có đường, sợ cái bến không có đường lên đó, cái tôi hỏi mấy chú làm gì mà giữ vậy, thì ông già ông hiện ra ông đứng ông dòm tao, ông nói bộ chú chưa hay gì sao miền nó quánh châu đốc bây giờ chúng chết cũng hết chờ châu đốc rồi. Thì tam châu hữu ngạn lý nhỏ xa đó, thập bát chư ban động can qua, thập bát là 18 nước nó qua châu đốc rồi vô là nhà bàn đó, nó quấn vô đường đó nó qua đó đặng nó vô núi cấm, cho nên ở chơi đó thì có chiến tranh giặc giả chứ còn về sau là gì bấy thưa nên đúng rồi.
đó cái này là sao Phật đã sắp rồi cho dân nhiều cái thưa ở tu hành ở đó mà sống còn sống nhiều đó, nói vậy đó. Cho nên là mình nói thì nói mình phải khắc nghĩa cho người ta nghe thì ta mới biết, còn không không khắc nghĩa là đâu biết. Thì tao thấy cái trận đó bên vị đó cũng có một ông già đứng nói chuyện với tao vậy đó. Là cái đó tao nghi là thầy ông hiện giờ ông nói chuyện đó. Thì tao thấy vậy một lần này cũng thấy châu đốc xuống như vậy, tao hỏi cái vụ gì mà bữa nay xe chạy xuống không cũng có chiếc chạy lên. Mấy cái ông đó chưa có nói thì ông già ông nói chú không hay gì sao miên nó quánh châu đốc rồi, nãy giờ quánh rồi từ hồi đêm hôm tới giờ chỉnh chờ châu đốc chết muôn phần nữa rồi, chết dữ lắm rồi. Thì bắt đầu tao mới giật mình luôn á. Thì tao thấy hai giấc chim bao là mà thấy phía trước là cột sụp phía dưới, mà nói sụp hai cái cột không phải một cái đâu nha, hai cái một cặp ở dưới á. Còn từ Hòa Hảo trở lên đây là em đu không có gì hết, bởi vì bây giờ mình ráng cố gắng mình cúng lại, mình lo làm phước đi, phải làm cái gì phải, ai nó gạt mình bây giờ mình biết gạt mình cũng làm tin nữa. Nhịn ta không có chết đâu, có nhịn không khi nào chết, có mình cự lộn với ta mới có chuyện quánh lộn mới chết. Chết hết trơn đất nước Việt Nam mình, Phật mới hoàn hồn, Phật thầy gì ông mới hoàn hồn lại trả lại cho thú thân đó. Thằng mà sao chạy ba con hậu mang hậu lan ở trên núi Bà Đội nè, thú muôn bầy lớp bay lớp chạy sau này ra đang ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn đó. Rồi sơn thêm cái nạn mà sơn băng thủy kiệt, sơn núi nổ thì thủy phải kiệt rồi, nước không có nữa rồi. Chúng sanh chết biết muôn dạng ức nào nói. Bởi vì thầy ông nói chừng đến lúc sân băng thủy kiệt mà khùng thảm thương quá tánh quá chừng là thầy ông chân khùng không, chứ không có ông không nói là Phật cái gì chứ. Khùng thảm thương quá tánh quá chừng nhìn xem trần nước mắt lị rưng cảnh áo não kể sao chưa thiết áo não là khổ sở đó. Đói khát rồi lớp nào chiến tranh giặc giả rồi nước không có uống, sân băng thủy kiệt đâu còn nước mà uống cho nó chết, nước nào cũng chết, chết chịu hết nổi rồi mới quay qua quy y với Phật với thầy đó, là cho thầy cứu đất nước nó. Cho nên sau này Trung Quốc đó, nó chết còn nó dài trăm người nó chạy về miền Bắc quá, mới gọi là đất Bắc Kỳ sâu quá ruộng sâu ở trên Phật trời, cũng như bên Trung Quốc cũng có người tu mà đắc quả bệnh theo yêu cầu rồi với Đức Phật thầy với Đức Phật đế đó, cho là cái đất Bắc Kỳ sâu quá ruộng sâu quá là ruộng lại đang cho dân nó sống đó. Tàu mang đến đó dân câu đặt là sau này Trung Quốc nó về ngoài là ở, còn thằng Pháp thì sau này mất nước luôn, nước của nó sụp thành biển luôn, nó vô trong này nó trả nghiệp vào cái tội mà nó đài thầy đi chỗ này chỗ kia đó. Vì thầy đâu có thiếu nợ nó, thầy là Phật thầy ở đất nước Việt Nam mà dạy cho dân của người ta mà đi vô bắt đài, đi vô chuồng cọp rồi vô chuồng heo này kia đủ thứ hết trơn rồi cho uống nước phù tan ở chết đó. Mà thầy uống thầy nó thuốc bổ, bởi vì cái tay mày cầm thì cả xít mà đưa lại thầy cầm tới là ở trên biến quá rồi là thuốc bổ chứ không còn thuốc độc nữa. Cho nên vợ bác sĩ về uống cái là hết bệnh luôn đó, là bệnh là 6 năm còn không biết gì chân, mà chồng là bác sĩ mà trị người ta được mà không có trị vợ được. Phật thầy nói ông vợ ông có duyên với Phật lớn đó, ông đem về ông cho uống nước thuốc này thuốc bổ nè, đem về cho uống vô hết bệnh nè. Ông gì ông không dám cho uống, ông lòng thinh và ông giấu hoài. Cái bà vợ nói sao ông không cho tôi uống, chết sống là số mạng, nếu chết rồi không uống cũng chết, mà sống rồi uống cũng sống như thường. Cái ông nói, tôi không dám đưa bà uống vì đạo vợ chồng tình nghĩa mà tôi đâu có lành đưa cho bà uống, đã tôi biết cái chai xếp rồi làm sao tôi đưa cho bà uống được. Bà nói thôi ông đưa đây tôi uống đi, chết sống vô số mạng, chết tôi nằm 6 năm mà giờ tôi đi không được đâu chứ. Cái ông suy nghĩ sao ông cầm ông đưa vậy nè, ông nói bà uống rồi. Cái bà hỏi ông hỏi gì chứ bà trong mình bà thấy sao, bà nói khỏe dữ lắm rồi. Ông mới giật mình, cấp đó bác sĩ ông mới tin Phật đó.
bà nói ông coi có cháo có gì cho tôi một chén rồi tôi ăn rồi quá khứ đau bụng nè, mà đương không là không có ăn uống gì chừng đòi ăn cháo, rồi ăn cháo rồi cứ hỏi ông coi có cơm ông bới tôi một chén rồi. Cái đồng đạo người ta nghe vậy đó, cũng như cái câu mà thầy nó ông nói khi mà núi nổ thì đá chai đó. Đâu có ai biết cái gì đâu, không có nước mà uống mà nam mô đạo nào đó, cấp đó tu cũng không kịp rồi. Cũng như tới rồi đâu còn tu kịp nữa, ai đâu chứng cho mình nữa. Bình thường như ngày thường thì ráng mà niệm Phật đi. Mà các pháp môn là tu hành đó là chỉ có pháp môn tịnh độ là đứng đầu tiên đó. Pháp môn tịnh độ là niệm Phật đó. Chứ không có pháp nào mà tu bằng cái pháp môn tịnh độ hết trơn. Thầy có nói ai mà tu tỉnh viên cần ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, tà vàng hẳn ở vững bền, tà vàng là tà sen đó, khỏi lo lao lý miền trần gian. Mà nói tà vàng mình tưởng đâu là người phàm ta không biết, ta nói người tà vàng là chắc người đâu có vàng, không phải, tà vàng là tà sen nó vàng đó. Khỏi lo lao lý miền trần gian, mày về cõi Phật ngồi tà sen rồi đâu có còn lao lý gì nữa, không có bệnh hoạn gì nữa hết trơn, là ngồi đó là muôn ngàn vạn ức năm cũng là Phật. Cho nên là nói cho đồng đạo người ta nghe là người ta tu hành, chứ đâu phải mình nói mà mình xưng hô gì đâu. Ai có cái duyên mới được gặp được thầy tổ, bởi vì hồi lúc tao đi về núi Cấm đó, là thầy cũng kêu về chảnh tao mới được gần thầy đó. Là ở trên bà chúa rồi khác vị mà Bồ Tát rồi xuống nói chuyện với tao đó. Nữ qua Bồ Tát mới gì ra đây mới hiện đây nè. Còn hiện bây giờ tao cúng là Phật Di Lặc đó, là không phải là Phật Di Lặc mà cái bụng phệ về mà cái mặt trụ dù gì đâu. Phật Di Lặc là mặt luôn chữ điện mà tao mới cúng hiện trên nó chừng mấy chục hình vậy. Hiện tao có thấy rõ ràng luôn đó mà người khác không có thấy. Con tao ở nhà không ai thấy chân. Có nói tới hết trơn chứ sao không tới. Cho hay tới là qua năm nay rồi, tới năm thìn tới nè. Bây giờ năm mèo nè, mèo khi bá tánh lao sao đến chừng rồng rắn, rồng là thìn đó. Máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào, canh kia gà gáy máu đào mới ngưng, là nói tới năm khỉ luôn đó. Rồi tới chuyện đó rồi thì ở trên Phật chuyển về cho dân chúng nó thấy, hay về cứu độ cho dân đó, chứ sao không có. Thầy đã không nói cái gì là có nấy, nói cái gì có nấy mà. Cho nên bây giờ cũng như cái chỗ nào mình biết mình nhắc lại cho dân ta nghe ta tu đó. Bởi vì thầy em nói ai mà tu tỉnh chuyên cần ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, tà vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao lý với miền trần gian, là không có còn ở dính người phàm nữa, về chẳng đắc quả. Còn ví dụ như tao cúng đây nè, thì bữa nào tao không lại Phật lại thầy lại tổ, bữa nào cũng trình với ở trên đặng cho củ quyền mình được siêu thân tịnh độ mình mới khỏe vậy đó. Bởi vì thầy không nói ai mà tu tỉnh chuyên cần đó, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, tà vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao lý với miền trần gian, mình cúng mình cứ cầu nguyện hoài ở trên hoài, thì mỗi ngày mình mỗi cúng hai thời. Người ta có sức thì ta cúng ba thời, tao là hai thời à. Lớn tuổi thì mình yếu rồi, đâu phải một lần mà còn sức mà cúng rồi nói chuyện này kia. Cũng như cái câu nói mà nào giống to bảo động thình lình khắp thế giới, đau binh biến đạn, ra binh là bệnh dịch đó. Thầy cũng có nói cho tao biết luôn, tao hỏi ra binh là bệnh gì, cũng nói là bệnh dịch đó. Thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng sắp tuồng hay, cái tuồng này của Phật thầy sắp nè, sắp tuồng hay mấy dạng châu nhi mã long ra cầm lá quốc kỳ xích long tái hầu quy nam việt lửa kẻ trí cùng ngự anh kiệt, để sửa đời quả thiệt tinh minh bạch long về vốn thiệt thầy mình. Bạch long là sau này đức thầy về là hiện ra rồng trắng đó, bạch là trắng đó. Sĩ dáng nhớ đức tin cho tròn, sĩ là tao nè, ý còn dài như thơ tóm gọn, thanh long ra để chọn sĩ hùng, thanh long là đức cố đó, là chọn sĩ hùng là chọn cái người phò vua đó, là cũng như chọn cái người tao vậy nè. Thì bá gia mới gặp được khùng chừng đó, thầy mới hiện ra cho thấy cho biết luôn là thầy về đó,
Quy Nhất Thống Bắc Trung Nam Tiễn. Còn bây giờ thầy đã đi mất mấy năm nay rồi, bởi vì cũng như tới thời kỳ ông phải về Tà Sang ông ngồi đó, thì tới chừng là khi mà tới chuyện rồi là thầy cũng về cũng cứu độ cho dân đó, chứ đâu có bỏ dân đâu. Rồi tại mình không có tin, hồi đó mình không tin với phần cái người không có duyên, không có căn, không có ham tu đâu, nói tới đó nó còn nạt nộ không, còn thấy mít này kia đó. Còn cái người ta sợ chết, người ta phải biết tu, ta lo, ta tu, ta cầu cứu cho cửu quyền thất cổ ông bà. Cái trong cái máy này nói tối ngày tháng đêm là 3-4 tháng nay là tao thuộc lòng hết trơn rồi, coi như là sau này nó quấn vô châu đốc là nó quấn đụng lưng hết trơn, dài vô tới nhà bàn đó, là tới đó là Phật không của mình rồi. Chứ để nó vô nó giờ dành lũ cấm nữa làm sao là làm cho kịp, cho nên Phật không của hành là nó chết chứ. Nhưng ở ngoài chợ nhà bàn là lộ văn giáo đó, qua lịch sử văn giáo giáo văn thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời, cái người vô căn Phật trời là chết hết trơn, nằm cứ bệnh đùm đùm đóng đường lộ mà máu nó ngập đường lộ luôn. Quánh rồi tới chừng tới vô tới đó là hết quánh rồi, súng bắn không nổ. Đức thầy cũng qua lịch sử văn giáo giáo văn thay phơ ngọn cỏ vô căn Phật trời đó, vô căn là người không có tưởng tới Phật tới trời đó, vô căn đó là không tưởng, không tu là tu tới chừng đó Phật nào cứu mình cho kịp, nó như vậy đó. Còn cái bệnh dịch này là cũng thầy sắp đó, ông nói bệnh dịch á, nào giông to bão rộng thình lình khắp thế giới, đau binh biến loạn, đau binh là bệnh dịch á, chứ không phải binh là cái gì đâu, đau binh là bệnh dịch đó. Cái bệnh đó là không có ai cứu được hết trơn, bị gì phải hả? Ừ thì cái này cái phép của Phật thầy cũng như ông sắp vậy đó, người nào không tu thì sao tiêu diệt hết, người nào tu thì đắc quả hết vậy đó, chứ không phải là Phật dạy chúng sanh tu là thương mới độ chúng sanh, nhưng mà tại chúng sanh không tin, không bởi ông nó tin cũng không thì cũng mặc tình, nó chớ ta lắm công trình dạy dỗ nhớ thời trước Thích Ca Phật Tổ ngộ thâm thiền, bị nó ghẻ hoài mà cũng không rúng động lòng ngài, nên cố quán phải đời mãi mãi là thiên ma ba tầng nữa, nó quá ra là công chúa Du Gia nói chàng ơi em là công chúa Du Gia nhớ chàng muốn chết, mà đâu phải là thiên ma đó. Mà Đức Phật Tổ ông cũng vẫn không có nói gì trơn, kêu nói gì ông cũng không ngó đó luôn nữa, bởi vì không có làm gì mà được nhúc nhích Đức Phật hết trơn. Bây giờ Đức Phật Tổ đang phò Đức Ngọc Đế trên thiên đình, rồi Đức Phật thầy đắc đạo quả rồi mới lên Phật Tổ mới truyền cái pháp này lại cho dạy cho đất nước Việt Nam nè, bởi vì lập cái thượng quân thượng này nó lớn dữ lắm, cũng như mấy trăm ngàn năm vậy đó, nó mới có một lời lại một lần. Bởi cho thầy ông nói qua cái hậu Long Hoa này, tới chừng tới hậu Long Hoa nữa là biết mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm nữa, thầy mới cho chúng sanh thấy lần nữa là thầy tu thì gắng là tu, chứ đừng có nói cái gì hết trơn. Cái Thanh Long ra đó, Thanh Long là Đức Cố đó, mà không ai biết hết trơn, nói cũng như mình đọc mà mình không gác nghĩa, không ai biết, mình biết mà mình không dám nói nhiều nữa. Thì bá gia mới gặp được khùng chừng đó, thầy em mới hiện ra cho chúng sanh thấy đó. Quy Nhất Thống Bắc Trung Nam Tiễn, ngày 25 giờ chiều phóng điện cửa Thiên Sơn Nhân Thiện, mới chào khắp ao bất cứ nơi nào người hiện đức được vào cửa thánh, trai trung hiếu gái thì đức hạnh, kỳ ngôn ba hậu thánh vợ mạng, trai là trung hiếu mình lo cho đất nước đó. Bởi vì đó bây giờ tao còn dính níu, ví dụ mà lo cho đất nước nè, tao đi trên núi mà tao ngày nào quấy gạo cho con nít là tao thương nó đó, ngày nào quấy 100 cục tao cho con nít hết trơn, mà không thiếu 100 cục là tao không có đi, mua đủ 100 cục mà mới đi viết lên trển ha, cách chừng một cây số mới có chòi, mà chòi 3-4 cái chòi gì chứ đâu có ai cất nhà đâu, trên núi mà cây đâu cất, cất chòi ở như vậy đó, mà vô đó 5-6 đứa, 6-7 đứa nó chạy ra nó dò mình, nó hỏi ông cụ ông đi đâu vậy ông cụ, mà con nít mà nói chuyện nhiều cái thấy cưng lắm, nó biết đó. Cái hôm nay đi lên thác kẹo cho tụi bay nè, ban kẹo không cái mới cho móc cho thằng ba cục, thằng nào thương thì cho 5 cục, thằng nào mà nói chuyện thấy thương đó thì cho vậy, mà mày tới tính đi 10 năm tao cho biết bao nhiêu, nói ngày nào cũng đi không có ngày nào ở nhà đi cho dân đó. Rồi cho con nít đó, mà nó ngộ vậy đó, với hai nó đòi ăn bánh gì, tao hỏi mẹ ăn bánh gì, tao mua bánh lên ăn ngốn ra, nó dòm thấy nàng cái mình cũng chảy nước mắt vậy đó. Cưng có dữ lắm, mà ở trên nói ông lo cho dân, thành ra ông mấy linh
của ở trên chọn ông người là người phò vua đó, không lo cho dân không chứ không lo cho ai chứ. Thì cái này nói như vậy là cũng như tao cho biết luôn rồi đó. Hồi trước là tao cũng tướng cướp, mà ăn cướp không có xài, ăn cướp lo cho dân không à. Thành ra gọi là tế điên hòa thượng đó, thầy khùng trò lợi quá điên đó, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ ở trên đã truyền cho tao mấy lắc quả là tế điên đó. Rồi tái lại kiếp này tao đâu có biết đâu, nó bà chúa nữa sấm nổ tôi chết tôi còn đâu còn vô, bà nói ai đầu cũng chết, sấm vừa nổ 3 tiếng là ông thai hồn đổ xác rồi. Bà chú xứ á, bởi vì bà hiện tại đây nè, hiện ngay chân chỗ này là 4 vị luôn nè. Nhà tao không ai thấy chứ con tao, tao kêu tao nói tao chỉ thử coi nó thấy không, nó không thấy luôn. 4-5 đứa con lên đây đứa nào dòm nó không thấy gì hết, không thấy thì về xuống làm thinh niệm Phật đi đừng có nói gì nữa hết vậy đó. Thì cái thời kỳ này nó